Thi Nhung và Thiện Hạnh thân ái kính chào quý vị khán giả của đài truyền hình Việt TV và Radio. Quý vị đang theo dõi phần tin buổi tối cho ngày thứ ba, ngày 1 tháng 1 năm 2019. Và sau đây là một số bản tin đáng chú ý đã diễn ra trong ngày hôm nay. Ba người bị thương trong vụ tấn công bằng dao tại thành phố Manchester của Anh Quốc. Phát ngôn nhân của Tòa Thánh Vatican bất ngờ từ chức. Tân Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro tuyên thệ nhậm chức. Đánh bom khủng bố tại Philippines khiến cho hai người bị thiệt mạng. Bộ trưởng Quốc phòng Jim Mattis từ biệt binh sĩ. Và ngay sau đây mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết đầu tiên cùng với Thiện Hạnh. Thưa quý vị, mở đầu cho phần tin buổi tối ngày hôm nay là bản tin cho biết các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE duy trì hình phạt 10 năm tù dành cho nhà đấu tranh nhân quyền Ahmed Mansour. Một tòa án tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất viết tắt là UAE vào ngày thứ Hai 31 tháng 12 đã tuyên bố giữ vững bản án 10 năm tù giam đối với một nhà đấu tranh bảo vệ nền tự do dân chủ có tên là Ahmed Mansour, trong bối cảnh người này đang bị cáo buộc tội danh chỉ trích và mạ lị chính phủ ở trên mạng xã hội. Ngoài việc bị phạt tù, ông Mansour còn phải nộp phạt hơn 200.000 Mỹ Kim. UAE là quốc gia theo chế độ quân chủ đã phải hứng chịu những lời chỉ trích công khai về hệ thống cầm quyền khắt khe. Ahmed Mansour là một trong số 5 nhà hoạt động bị kết tội vào năm 2011, tức vào thời điểm diễn ra phong trào nổi dậy mùa xuân Ả Rập. Ông từng là một kỹ sư điện và là nhà thơ. Các nhóm bảo vệ nhân quyền đã gọi việc giam giữ ông vi phạm nền tự do ngôn luận. Thưa quý vị, đã có 3 người bị thương trong vụ tấn công bằng dao tại thành phố Manchester của Anh Quốc. Một vụ tấn công bằng dao đã khiến cho ít nhất là 3 người bị thương nghiêm trọng tại ga tàu hỏa Victoria thuộc thành phố Manchester của Anh Quốc vào ngày thứ Hai, 31 tháng 12, ngay vào thời điểm người dân trong vùng đang chuẩn bị chào đón năm mới. Tính đến thời điểm hiện tại, giới chức trách vẫn chưa loại trừ xác suất đây là một vụ tấn công theo đường lối khủng bố cực đoan. Truyền thông địa phương vào cùng ngày cho biết, vụ đâm chém đã xảy ra vào khoảng 8 giờ 50 phút tối và cảnh sát đang thẩm vấn một người đàn ông khả nghi. An ninh hiện đang được đặt trong mức báo động cao tại Anh Quốc sau khi có đến 4 vụ tấn công khủng bố được ghi nhận xảy ra trên toàn quốc vào năm ngoái. Phát ngôn nhân của Tòa Thánh Vatican bất ngờ từ chức. Phát ngôn nhân của Tòa Thánh Vatican và một người dưới cấp của ông đã bất ngờ đệ đơn từ chức vào ngày thứ Hai 31 tháng 12, nhưng đến nay vẫn chưa đưa ra nguyên do thỏa đáng. Họ được xác nhận bao gồm ông Greg Burke đến từ Hoa Kỳ và Paloma Garcia Ovejero gốc Tây Ban Nha. Quyết định từ bỏ chức vụ đã được hai nhân vật này đưa ra chỉ 2 tuần lễ sau khi vị chủ chăn của Giáo hội Công giáo Hoàng Vũ Đức Giáo Hoàng Francis chính thức bổ nhiệm một ký giả người Ý kiêm bạn thân có tên là Andrea Tornielli vào vị trí giám đốc truyền thông của Thánh đô Vatican. Đơn từ chức của Greg Burke và Paloma Ovejero đã chính thức có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm 2019. Trước khi gia nhập Tòa Thánh vào năm 2012, ông Burke, 59 tuổi, từng làm phóng viên cho đài Fox, trong khi Ovejero từng là ký giả của đài phát thanh Cope ở Tây Ban Nha. Tạm thời, vị trí phát ngôn nhân của Vatican sẽ do ký giả người Ý Alessandro Risotti đảm trách. Tân Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro tuyên thệ nhậm chức. Tổng thống đắc cử của Brazil Jair Bolsonaro đã vừa tuyên thệ nhậm chức vào ngày thứ Ba 1 tháng 1 trong tình trạng an ninh được thắt chặt trên khắp thủ đô Rio de Janeiro. Truyền thông địa phương cho biết, có hơn 3.200 binh sĩ và cảnh sát bán quân sự đã được phái tới giữ trật tự, ngay vào thời điểm 12 vị nguyên thủ quốc tế cùng nhau tới chứng kiến khoảnh khắc ông Bolsonaro tuyên thệ nhậm chức vào vị trí tân lãnh đạo Brazil. Trong một tuyên bố đăng trên Twitter vào thứ Bảy tuần trước, ông Bolsonaro đã gây ra nhiều tranh cãi trong dư luận sau khi đề nghị ban hành đạo luật cho phép tất cả các cư dân chưa từng có tiền án được quyền sở hữu súng đạn tự do. Trong suốt chiến dịch tranh cử, tính mạng của ông Bolsonaro luôn được đặt lên hàng đầu sau khi ông bị ai đó đâm trọng thương vào tháng 9 vừa qua. Tòa án Nhật Bản kéo dài thời gian giam giữ cựu chủ tịch công ty Nissan.
Một tòa án tại thủ đô Tokyo vào ngày thứ Hai 31 tháng 12 đã ra lệnh kéo dài thời gian bắt giam cựu chủ tịch công ty xe hơi Nissan đến từ 11 tháng 11, trong bối cảnh ông Carlos Ghosn đang bị cáo buộc tội danh gian lận tài chính. Hãng xe Nissan vốn đặt tổng hành dinh tại Nhật Bản trong suốt thời gian qua đã thực hiện một cuộc điều tra tường tận sau khi nhận được tin tức cáo buộc ông Carlos biển thủ tiền bạc của công ty. Ban đầu, ông Carlos được ấn định sẽ tại ngoại vào ngày 1 tháng 1 sau nhiều tuần lễ ngồi tù kể từ tháng 11 năm ngoái. Tuy nhiên, văn phòng công tố viên quốc gia đã yêu cầu quan tòa kéo dài thời gian bắt giữ ông này. Ngoài Nissan, liên minh hợp tác giữa các hãng xe hơi Renault và Mitsubishi cũng phải đối mặt với nhiều thách thức lớn sau khi chủ tịch chung của họ, tức ông Carlos, gặp rắc rối liên quan đến pháp lý. Ông này đã bị sa thải bởi hai công ty Nissan và Mitsubishi, tuy nhiên vẫn còn giữ chức vụ chủ tịch công ty Renault ở Pháp. Gia đình của các thợ mỏ hy vọng thân nhân vẫn còn sống tại Ấn Độ. Gia đình của 15 thợ mỏ kém may mắn, vốn từng bị mắc kẹt bên dưới lòng đất trong suốt 18 ngày tại tiểu bang Meghalaya thuộc mạng Đông Bắc Ấn Độ, hiện đang nuôi hy vọng rằng thân nhân vẫn còn sống. Trong bối cảnh tiến trình giải cứu đang dần khép lại vào ngày thứ Hai 31 tháng 12 mà không có bất kỳ một ai được đưa ra ngoài, hơn 100 chuyên gia đã được phái tới hỗ trợ tiến trình tìm kiếm. Tuy nhiên, đã bị địa hình hiểm trở kèm với thời tiết xấu, cản trở trong suốt vài ngày qua. Tiểu bang Meghalaya trong quá khứ đã thường xuyên bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. Thêm vào đó, tình trạng khai thác than đá bất hợp pháp cũng đã góp phần khiến cho các vụ tai nạn sập hầm mỏ leo thang. Quý vị vẫn đang theo dõi phần tin buổi tối cùng với Thiền Hạnh và Thi Nhung. Chúng tôi sẽ quay trở lại với các bản tin có liên quan đến Hoa Kỳ và đời sống sau một vài thông tin thương mại.